Chào mừng các bạn đến với bộ tộc. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến thăm nơi già trẻ trai gái từ sáng đến tối chỉ lao đi kiếm nước để tồn tại. Từ sáng cho đến tối, cuộc sống của những con người nơi đây chỉ xoay quanh một việc duy nhất là đi tìm một thứ mà ở những nơi khác được sử dụng thừa thãi, thậm chí lãng phí. Cuộc sống ở nơi thiếu nước nhất trên trái đất. Dù đang là mùa mưa nhưng hầu như tất cả những con sông tại khu vực sinh sống của người Turkana nằm ở phía bắc Kenya lại cạn khô, không có một giọt nước. Hàng ngàn con vật đã chết, còn lại chỉ có lạc đà, dê và lừa. Hạn hán ngày càng nghiêm trọng khi mà lần cuối cùng xuất hiện mưa ở khu vực này đã cách đây 4 năm. Hàng ngày, từ sáng đến tối những người phụ nữ trong làng phải đi bộ hàng chục km, dùng đôi tay trần đào xới để tìm nước mang về cho gia đình. Đó là toàn cảnh về cuộc sống của người dân thuộc bộ lạc Turkana nơi đang trải qua tình trạng thiếu nước khắc nghiệt nhất trên trái đất. Tại đây người dân đang phải đấu tranh từng ngày để có thể sinh tồn. Khu vực sinh sống của người Turkana ở Kenya 4 năm qua vẫn chưa có một giọt mưa nào. Để tìm được nước, người dân phải đào những hố sâu đến 3-4 mét vô cùng nguy hiểm. Đã có những trường hợp phải hy sinh tính mạng khi đi tìm nước. Gần đây nhất, một người phụ nữ đã thiệt mạng khi một hố sâu 4 mét bất ngờ đổ sụp chôn vùi người phụ nữ đang lấy nước ở bên dưới. Theo truyền thống của người Turkana, thi thể người chết không thể bị di chuyển vì như thế sẽ lãnh phải lời nguyền. Chính vì vậy, đến thời điểm hiện tại, thi thể người phụ nữ vẫn nằm bên dưới hố nước, mặc dù hố nước này đang là hy vọng sống của cả gia đình. Ở đây, phụ nữ bao gồm cả phụ nữ mang thai phải đi bộ khoảng 19 km mỗi ngày để tìm nước. Nếu thành công, họ có thể lấy được khoảng 20 lít nước chứa trong một cái thùng, đặt lên đầu rồi mang về nhà cho chồng, con và đàn gia súc. Một gia đình người Turkana trung bình có khoảng 10 đứa con. Nakunzuko Lomari toi người phụ nữ có 8 đứa con và được người phụ nữ này cho biết cô vừa lạc mất con gái mình, phải cách đây 2 ngày trong lúc đi tìm nước. Tại làng Lap A cách thị trấn Lốt Vua 80 km về phía đông nam, phóng viên của Daily, một người phụ nữ trẻ, trong trang phục truyền thống của bộ lạc đang gắng sức nâng một thùng nước lên khỏi một cái hố sâu khoảng 3,6 mét vừa mới đào, bằng tay và một cái mai nhỏ. Mọi người đặt tên cho cái hố mới đào này là Sa Sách E Chốc. Theo người dân trong làng cho biết, lượng nước bên trong Sa Sách E Chốc sẽ đủ để cung cấp cho mọi người trong vài ngày. Bên trên cái hố, những người đàn ông và trẻ nhỏ đang đổ từng xô nước vào những cái máng dựng tạm cho lạc đà, dê và lừa uống. Đây là nguồn sinh kế của bộ lạc du mục này. Dê và máu của chúng là nguồn cung cấp thức ăn chính cho bộ lạc. Bộ lạc Turkana là cộng đồng mục vụ lớn thứ hai ở Kenya sau người Maasai hiện đang sống ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Phụ nữ Turkana thường trang điểm một kiểu tóc tương tự nhau và chỉ cạo chọc đầu khi chồng họ qua đời. Họ làm đẹp bằng những vòng hạt đầy màu sắc và sẽ không tháo bỏ vòng cổ vì tin rằng nếu làm thế họ sẽ bị bệnh hoặc người thân gặp nạn. Được biết, bộ lạc Turkana theo chế độ đa thê. Lạc đà thường được sử dụng như của hồi môn khi một người đàn ông muốn lấy một người phụ nữ làm vợ. Ông lấy nhiều vợ vì họ có đủ khả năng chăm lo cho nhiều người và những đứa con gái sẽ gả cho người khác vừa ngay khi chúng đến tuổi dậy thì, mặc dù theo luật Kenya, cả nam lẫn nữ phải đủ 18 tuổi mới được kết hôn. Vật nuôi còn có thể được bán để đổi lấy vũ khí nhằm để bảo vệ bộ lạc khỏi cuộc tấn công từ những nhóm người khác với mục đích cướp vật nuôi. Những người đàn ông trong làng thường phải đưa đàn gia súc đi thật xa đến tận biên giới với Uganda để chăn thả, nên việc xung đột là thường hay xảy ra. Thông qua sự phiên dịch của Simon Moza, người đứng đầu chính quyền địa phương, phóng viên Daily Mail đã có một cuộc trò chuyện với Nakunzuko Lomari toi người phụ nữ có 8 đứa con và được người phụ nữ này cho biết cô vừa lạc mất con gái mình cách đây 2 ngày trong lúc đi tìm nước. Tôi có 46 con lừa và dắt chúng đi suốt 4 km để tìm nước, nhưng giữa đường lại lạc mất con. May mắn thay, sau đó chúng tôi đã tìm thấy đứa nhỏ vẫn còn sống và hai mẹ con đã được đoàn tụ, Nakunzuko nói. Cũng cùng một hoàn cảnh nhưng kém may mắn hơn, một người đàn ông trong làng cho biết con trai ông đã chết khi gia đình tìm ra ngoài chăn thả gia súc và trong nhà thì hết nước. Dê cũng loài một trong những loài hiếm hoi còn tồn tại ở đây. Người Turkana sử dụng dê cho bữa ăn hàng ngày, uống máu chúng và bán chúng để đổi lấy vũ khí. Đối với dân làng, khái niệm biến đổi khí hậu là một điều hoàn toàn xa lạ. Vì thế, nhiều người vẫn tin rằng hạn hán là do lời nguyền và cần phải có sự hy sinh để cứu mọi người thoát khỏi hạn hán. Chính vì vậy, nhiều đàn ông trong làng đã tự tử như một hình thức hiến tế để giải lời nguyền. Các phóng viên của Daily Mail cũng đã ghi nhận lại hình ảnh nhiều đứa trẻ nằm dưới bóng râm của những cái cây, cả người rũ rượi, thậm chí còn không buồn đuổi những con ruồi đang vo ve trước mặt. Từ sáng đến tối mọi người đều phải chiến đấu để tìm cho được nguồn nước. Ở nhà những đứa trẻ sẽ nấu máu của lạc đà và dê làm bữa ăn chính hàng ngày. Simon nói, ước tính tuổi thọ trung bình của bộ lạc Turkana là 50. Cần sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện nước ngoài. Trái ngược với hoàn cảnh tại Lap A, ngay hôm sau phóng viên Daily Mail đã viếng thăm một cộng đồng người Turkana khác đang sinh sống tại một ngôi làng cách thị trấn Lốt Vua 2 tiếng rưỡi lái xe.
Do vị trí địa lý quá xa xôi hẻo lánh, nên thường các nguồn viện trợ từ nước ngoài không đến được với người Turkana. Tuy nhiên, cộng đồng này đã vô cùng may mắn khi nhận được viện trợ hiếm hoi từ tổ chức từ thiện bảo vệ động vật hoang dã ở nước ngoài của Anh, SPANA. Theo đó, SPANA đã giúp người dân nơi đây khoan một giếng nước sâu 110m hoạt động bằng năng lượng mặt trời trị giá 45.000 bảng Anh. Nguồn nước của giếng đủ để cung cấp nước sạch cho 4.200 người và 9.000 động vật. Con số này cao gấp nghìn lần so với dự tính ban đầu. Công nghệ năng lượng mặt trời không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm chi phí. Simon nói, nước này đã cải thiện cuộc sống của mọi người. Những đứa trẻ từng phải ở nhà một mình dọc theo những con sông khô cạn chờ mẹ mang nước trở về bây giờ đã có mẹ bên cạnh và có cả nước. Người Turkana ngủ trong lều được gọi là Meniatas, làm từ lá cây và trang trí bằng da động vật. Phụ nữ sống trong một túp lều với con cái của họ, trong khi người chồng có một túp lều riêng dành để ở với những người phụ nữ khác. Một ủy ban nước đã được thành lập gồm 5 người đàn ông và 4 phụ nữ được chọn ra từ người dân trong làng để quản lý giếng khoan. Mọi người đều đồng ý trả khoản phí 500 Kenya shillings, khoảng 115.000 đồng một năm cho mỗi hộ gia đình để duy trì giếng. Acid Nau Cay, một phụ nữ trong ủy ban nói, bây giờ chúng tôi còn chia sẻ nguồn nước với các nhóm người lân cận, những người chúng tôi đã từng chiến đấu khi họ tấn công đàn gia súc và muốn mang chúng đi. Những đứa trẻ giờ đã khỏe mạnh và không ai phải chết vì chúng tôi đã có nước. Chúng tôi rất vui vì những nhà tài trợ đã quan tâm đến chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Không chỉ con người khỏe mạnh mà động vật và cây cối cũng bắt đầu hồi sinh. Một cụ già trong làng nói rằng, ông hy vọng có thể bắt đầu nuôi lại cừu sau khi toàn bộ cừu đều chết do hạn hán. Do nhu cầu thiết yếu của bộ lạc là nước đã được giải quyết, nên hiện tại nhiều phụ nữ đã bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh và muốn con được đi học. Chúng tôi dự định sẽ xây dựng trường và cơ sở y tế ở đây vì nguồn nước này, Simon nói. Jeffrey Dennis, giám đốc điều hành của SPANA đồng hành cùng Daily Mail trong chuyến đi nói, chúng ta cần suy xét đến một kế hoạch lâu dài hơn, vì rõ ràng sự thành công của dự án này đã thu hút nhiều làng khác đến đây để lấy nước. Chúng ta cần nghĩ về những dự án tương tự ở những khu vực xung quanh, bởi vì nó sẽ thu hút nhiều người. Đã có những cuộc xung đột trong quá khứ vì nguồn nước, và có thể chúng sẽ xảy ra trong tương lai. Được biết, SPANA đã không nhận được bất kỳ tài trợ nào từ chính phủ cho dự án này, những ông Dennis nghĩ rằng chính phủ Anh nên... Nếu khu vực này tiếp tục không có mưa trong vài năm tới, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người di tản về thủ đô Nairobi của Kenya, và sau đó có thể là đến châu Âu hoặc một nơi nào khác. Vì thế tôi khuyến khích mọi người hãy hỗ trợ, giữ người Turkana ở lại trong cộng đồng của họ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dự án tương tự như thế này. Những người trong bộ lạc thật tuyệt vời và họ thật sự thân thiện. Tôi hy vọng chúng ta sẽ xây dựng nên những cộng đồng hạnh phúc ở đó người dân có sinh kế tốt, và đó chính xác là những gì chúng ta thấy ở đây, Dennis cho biết. Atiza Ekme, một bà mẹ của 6 người con nói, tôi rất vui bởi vì không ai trong làng bị khát nữa, thậm chí kể cả gia súc. Những đứa trẻ khỏe mạnh và bắt đầu vui đùa. Chúng không còn gặp vấn đề về sức khỏe như trước nữa. Chỉ vào bộ quần áo màu xanh với những hoa văn tuyệt đẹp, cô nói thêm, trước đây tôi không ăn mặc như thế này, hãy nhìn tôi bây giờ đi. Đến thăm bộ lạc bí ẩn với mục đích kết bạn. Bộ lạc hung tợn Sentai Lese, thủ phạm gây ra cái chết của thanh niên 27 tuổi John Allen Chau, sẽ không bị truy tố hình sự, bởi ngay cả chính phủ cũng không dám liên lạc với họ. Được biết, John Allen Chau, một thanh niên 27 tuổi người Mỹ, đã trả một khoản tiền lớn cho ngư dân làng chài để họ đưa anh tới hòn đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ. Đây là ngôi nhà của bộ lạc Sentai Lese, một bộ lạc thiểu số cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài. John xách vali lên và đi đến hòn đảo tươi đẹp kia, với mong muốn được truyền giáo đạo Kitô cho bộ lạc bản xứ. Song khi vừa đặt chân lên bãi biển cát trắng rộng mênh mông, chàng trai 27 tuổi đã bị tấn công bằng hàng loạt những mũi tên sắc nhọn, khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Chính quyền địa phương cho biết, họ đã xác lập cáo trạng đối với các thành viên của Sentai Lese, nhưng vì bấy lâu nay, giới chức Ấn Độ vẫn không thể hoặc không dám liên lạc với bộ tộc nói trên, nên họ không thể truy tố hình sự với thủ phạm được. Thay vào đó, cảnh sát thông báo họ đã bắt giữ 7 ngư dân chịu trách nhiệm đưa John Allen Chau lên đảo Bắc Sentinel trái phép. Thanh niên này đến từ bang Alabama, Mỹ. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát địa phương cho biết, anh ấy đã ở nhầm chỗ, với nhầm người. Các thổ dân này rất nguy hiểm và hung hãn, họ đã cắt đứt liên lạc với chính quyền từ lâu, dù vẫn đang sống trên hòn đảo thuộc chủ quyền của Ấn Độ. Chàng trai này đã không tìm hiểu kỹ, dẫn đến sự việc đáng tiếc nói trên. Cư dân trên hòn đảo Bắc Sentinel đã cắt đứt liên lạc với chính quyền Ấn Độ từ lâu. Dù cho hòn đảo này có thật sự xinh đẹp, song cũng không ai dám bén mảng tới đây. Nguồn tin khác cho biết, John đã bị thổ dân kéo đi bằng sợi dây thừng buộc trên cổ, sau khi anh bị bắn cung đến chết. Ông Stephen Curry, đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền của bộ lạc, nói rằng đây là một tai nạn không đáng có, cụ thể như sau.
tai nạn này sẽ không được phép xảy đến thêm lần nào nữa. Chính quyền nên đề đạt những chính sách chặt chẽ hơn nữa để cách ly bộ tộc Sentai Lese với thường dân, nhằm bảo đảm an toàn cho cả hai phía. Thổ dân trên đảo Bắc Sentinel vẫn luôn muốn được sống yên ổn, và chúng ta cần phải tôn trọng điều đó. Bộ lạc Sentai Lese là một bộ lạc thiểu số với chỉ vỏn vẹn 50 đến 400 thành viên. Họ được cho là cực kỳ hiếu chiến và sẽ sẵn sàng tấn công kẻ ngoại lai bằng đá và cung tên. Vào năm 2006, đã có hai ngư dân bị bắn chết do neo thuyền ở quá gần bờ biển. Bộ lạc Sentai Lese cực hung hãn và sẽ sẵn sàng tấn công kẻ địch. Bộ lạc Hanzer, vùng đất nổi tiếng với những người phụ nữ xinh đẹp nhất hành tinh. Cộng đồng người Hanzer sinh sống trên các dãy núi ở phía bắc Pakistan, nổi tiếng vì sở hữu những người phụ nữ với nhan sắc được đánh giá đẹp nhất thế giới. Người Hanzer hiện nay có dân số khoảng 30.000 người, sống ở một thung lũng tách biệt với thế giới bên ngoài thuộc vùng Gilgit Baltistan, phía bắc Pakistan, nằm tại độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Người Hanzer tự nhận là hậu duệ của Alexander Đại Đế. Họ sống quây quần trong một khu vực khép kín và lập gia đình với nhau. Kể từ khi bộ lạc được công nhận có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới, có nhiều nghiên cứu được thực hiện để tìm ra nguyên nhân nữ giới nơi này lại thu hút đến vậy. Bí quyết trẻ đẹp của người Hanzer là thay vì sống để ăn, họ ăn để sống. 99% người dân ở đây ăn chay. Thực phẩm là đồ tự nhiên như trái cây, rau quả, ngũ cốc, sữa, phô mai. Các món đều là đồ sạch, không có hóa chất trong bữa ăn. Một bí quyết khác của người Hanzer đó là sử dụng lượng nước khoáng giàu chất tinh khiết trực tiếp từ các núi. Thứ nước uống quen thuộc của họ là trà thảo dược làm từ nước sông băng và một loại thảo mộc là tung uru. Nhờ điều này, các thiếu nữ người Hanzer sở hữu làn da sáng mịn và khỏe mạnh. Cư dân bộ tộc Hanzer cũng rất chăm chỉ vận động nhiều. Họ thường xuyên phải đi lại trên địa hình dốc núi 15 đến 20 km mỗi ngày. Ngoài ra, họ cũng chăm tập luyện thể dục ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của bầu không khí trong lành, cũng như thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản. Người Hanzer rất hiếm khi bị bệnh, trong bộ tộc hầu như không thấy có ai bị bệnh tim, bệnh huyết áp và các bệnh mãn tính thường thấy ở người hiện đại. Cư dân Hanzer chia sẻ rằng, suốt hơn 100 năm qua nơi đây không có ai mắc ung thư. Tuổi thọ trung bình của người dân ở Pakistan là 67, nhưng ở đây có nhiều người sống hơn 100 tuổi. Cư dân bộ tộc Hanzer cũng rất chăm chỉ vận động nhiều. Họ thường xuyên phải đi lại trên địa hình dốc núi 15 đến 20 km mỗi ngày. Ngoài ra, họ cũng chăm tập luyện thể dục ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của bầu không khí trong lành, cũng như thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản. Người dân ở đây không căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt. Họ luôn mỉm cười. Nhiều người nói rằng họ sống với tâm hồn phóng khoáng như những đứa trẻ. Nếu như sự nghi ngờ có xu hướng làm giảm hạnh phúc của nhiều người, thì điều đó lại không xuất hiện trong môi trường sống của người Hanzer. Có thể coi thung lũng Hanzer được ví như mảnh đất của niềm hạnh phúc khi người dân không biết tới sự lo âu. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.